Bóng là cho thủ của tôi. Một pha phá chắn thành công của Văn Đạt. Điểm số của mình 1-0. Đây mới là điểm số đầu tiên. Các cầu thủ của chúng ta lên bình tĩnh. Áp lực của trận chung kết đã khiến Văn Quân sẽ bóng không qua lưới. Điểm số nó lên cho cầu thủ Cẩm Lý. 2-1. Không. Rất hay. Một pha đánh xuyên chắn của Văn Đạt. Điểm số của mình 2-0. Bóng là cho thủ của tôi. Nhiều quá tôi vẫn hơi kỹ. Đưa đi nào ơi. Lần đầu tiên trong buổi chiều này đã có một cầu thủ đã nhận được số tiền 100 đồng. Tiền của chúng tôi còn rất nhiều. Các cầu thủ hai đội cố gắng lên. Thôi đâu mà lấy 10 cái này 3 mét đi bảo cái này nhìn ra đã cũng được rồi. Được chụp cũng nhiều đấy. Là cũng như... Một pha đánh bóng bàn trắng của Lê Đông. Điểm số Cẩm Lý 3-0. Một pha sẽ bóng không tốt của Chiêu. Đổi điểm cho Quế Hoa Minh 4-3. Hay. Điểm cho Quế Võ Linh 5-3. Bảo xin không xin nhỉ. Bóng đã đi ra ngoài. Có lẽ là tác vụ của chúng ta nên chủ động né pha bóng vừa rồi. Bóng đi vào vận tốc khoảng 50-60 km/h, lực rất mạnh. Có ai chắn à? Các cầu thủ với Võ Linh đang đánh rất nhiều ở vị trí số 3 và hiệu quả. Điểm cho Võ Linh 6-4. Các cầu thủ chủ nhà có bóng cố lên. Được. Xin bảo là chị ơi, có lẽ là anh cũng muốn 100.000 của ban tổ chức tôi đánh đánh rất cắn và không có lưới. Như vậy là điểm cho có bông 6-0. 5 rẻ các ơi. Rất hay. Bóng đá
đã bàn tay trắng. Bóng đá bàn tay trắng theo quan điểm cá nhân của tôi đã bàn tay trắng. Cầu thủ với bóng lên ra ngoài. Điểm số cho cầu thủ có đông 7-6. Nếu nó sẽ bóng không có lớn, quân binh điểm số cho cầu thủ Quế Võ ngoài đeo. Một pha đá bóng tốt. Vừa rồi là pha bắt khăn mặt phải in của đội trưởng Trung Hiếu. Điểm số đâu đây cho con bông 8-7. Đã không được 100.000 của ban tổ chức tôi. 8-0 cho Quế Võ. Bước một tốt của Hoàng Dương. Rất hay. Một pha xử lý tinh tế của Trường Hai Chí Hưng. Chí Hưng ở những giải trước thì là một phụ công xuất sắc. Tuy nhiên bước vào giải đấu hôm nay anh đã chuyển sang vị trí Trường Hai và thi đấu khá ổn định. Có lẽ là tài năng của chính bây giờ được khai thác. Một pha tấn công khá tốt của cầu thủ Phát Quân bên phía Quế Võ. Điểm số 9-0. Chấm đôi năm trước này hay. Bước vào tốt của Hoàng Dương. Chỉ có một đây. Một pha lết sang ngang. Xin bảo đá không nhìn thấy gì. Tất cả bóng vừa rồi. 10-9 cho Phát Đông. Mặc dù thi đấu bóng truyền đỉnh cao rất nhiều giải đấu lớn, tuy nhiên có lẽ là lần đầu tiên xin bảo cảm thấy sự khó khăn khi bước vào trận chung kết này. 11-10 cho không phải, vừa rồi là một pha đọc càng. 10 nào cho Quế Võ. Như vậy là một pha chắn bóng tốt của Chí Hiếu. Cầu thủ Quang Đông đã bắt được bài ở những bài đánh số 3 của thủ Quế Võ. Điểm số đang lên 11-10. Rất hay, một pha thủ bóng rất tốt của Trung Hiếu. Rất hay, hai pha thủ bóng cực kỳ tuyệt vời của thủ Quang Đông. Nếu tôi mà là trưởng ban tổ chức thì tôi sẽ cho pha bóng vừa rồi là 200.000. Tuy nhiên là tôi chỉ là điều động viên. Các cầu thủ Quế Võ cho bóng cầu thủ Chí Hiếu làm gì đây? Rất kinh nghiệm. Cầu thủ Chí Hiếu đã bỏ kinh nghiệm và nâng điểm số 13-10 cho cầu thủ Quán Đông. Lần ra ở sân bóng trước thì Chí Hiếu đã sơ bỏ. Tuy nhiên thì với áp lực của trận chung kết cũng có thể tham khảo cho Chí Hiếu. Điểm số 11-13 của Quế Võ. Xin bảo đoán đây. Xin bảo đoán đây bóng bàn trắng của Chí Dũng. Điểm số rút ngắn 12-13. Trận chung kết đang diễn ra rất sôi nổi và kịch tính. Vẫn là một pha đánh bóng tại 3m, tuy nhiên bóng hơi chạm tay của đội trưởng Trung Hiếu. Các cầu thủ Quang Đông cần phải bắt đầu bóng tốt hơn nữa. Điểm số 13 nào. Đội bóng tốt của đội trưởng Trung Hiếu. Rất hay.
Vân Đạt pha cắt bóng cao đầu của Chi Hiếu. 14-13. Quang Dung đối với cú pha đánh ngang ngắn của Quân Võ Quốc Linh. 15-13. Một pha chuyển bóng rất tốt của Chi Hiếu. Như vậy là trọng tài chính Tào Nam Trọng đã bắt đầu chuyển bóng cao thủ. Bên phía cửa bóng ba. Chết luôn, mình đang bọc bên này bọc như vậy là bóng tại số 15-13 cho Quang Dung và phòng ngự được đánh nhau. Một pha chơi bóng tuy nhiên là nghe đầu bóng không thành công. 14-15. Phần công chuyển thật tốt. Sinh nó ra mà đà chéo đấy, chú cắt chéo lên. Có lẽ là các cầu thủ Quang Dung thật cần mình thích hơn. Lần này thì Lê Đội đã đóng dấu vào sinh mẫu. Có lẽ là sinh mẫu đã cảm thấy sự khó khăn trong giải bóng chuyền bóng chuyền Quang Dung này. Một idol bóng chuyền, tuy nhiên với Quang Dung thì cũng là rất hay. Một pha xử lý kinh nghiệm của đội trưởng Trung Hiếu. 17-14 cho Quang Dung. Và ngay lập tức thì các cầu thủ của Quang Dung đã phải hội ý kết luận đầu tiên ở sân đấu trước. Đấy, thời gian rồi, kỹ thuật xin mời hai đội trở lại sân thi đấu. Điểm số hiện nay đang là 17-14 cho chủ nhà Quang Dung. Theo giới chuyên môn đánh giá thì chủ nhà Quang Dung có phần nghỉ hơn ở trận đấu nhất. Lại là Sinh Mẫu. Bóng dồn rất nhiều cho Sinh Mẫu. Đổi về điểm cho Quang Dung 17-15. 15-17 xin lỗi quý vị. Văn Nam bỏ bóng tuy nhiên không thành công. Lại là Sinh Mẫu làm gì đây? Vẫn là Trung Hiếu. Đội trưởng Trung Hiếu thì nó vô cùng quản lý và kinh nghiệm. Vừa rồi thì Trung Hiếu và một số cầu thủ đội bóng của bóng chuyền Quang Dung đã được đi tập huấn tại Đà Nẵng. Và sau khi Đà Nẵng về thì anh chỉ đấu khá tốt. Chuyền hai của Chí Dũng và nó vẫn là hiệu quả vẫn như ngày qua lần. Văn Nam đã chiến thắng ở Sinh Mẫu 19-15 trong Quang Dung. Một tinh thần thi đấu vô cùng cống hiến của hai đội trên sân. Cú bóng tốt của Chí Dũng. Trung Hiếu rất tốt. Một pha qua bóng kinh nghiệm bấm mặt vào lưới. Các cầu thủ cuối gõ cho rằng là Trung Hiếu chặn lưới, tuy nhiên theo giới chuyên môn chúng tôi nhận định là bóng mặt
và đối với rơi phần sân của mỗi bóng. Rất hay. Còn em ơi. Văn Quân có phải bắt căn mặt đấy. 16-21 cho mỗi bóng lên. Các cầu thủ mới vào lên có ăn lên thì đấu với đội chủ nhà và áp lực như này là điều không phải bàn cãi. Chủ yếu đang thi đấu hiệu quả và ghi rất nhiều điểm số cho đội chủ nhà Phan Đông. Văn Nam làm gì đây? Rất hay. Cầu thủ trẻ sinh năm 2002 Văn Nam đã đánh bóng và chắn cầu thủ với bố ra ngoài, điểm số 23-16 cho Phan Đông. Lại là Văn Quân. Văn Quân đánh chéo sân thì như đánh vào tường rồi. Có lẽ những pha vừa rồi thì lên cần anh nên đánh vậy hơn. 24 có đến 9 xếp quay ở trận đấu thứ nhất này cho chủ nhà Phan Đông. Văn Đạt một pha phi sóng đen. Ngoài pha ghi điểm thì có thể nói pha vừa rồi thôi có thể giải tỏa cho Văn Đạt rất nhiều. 17-24 như vậy thì Văn Quân